chúng ta mô hình hóa neuron như là một cái hàm tổng của các tích, và trong đó chúng ta có ngõ vào nhân cho cái trọng số, ngõ vào nhân cho trọng số và từ ngõ vào nhân trọng số cộng trong cái độ lệch, và chúng ta thông qua cái hàm, một cái hàm ngưỡng, và chúng ta đưa ra ngõ ra. Hàm này thì nó có nhiều dạng khác nhau, thì chúng ta lấy một cái ví dụ neuron đơn giản nhất, chúng ta sử dụng một cái hàm ngưỡng. Như vậy thì cái mô hình neuron của mình như thế này: x1, x2, x3, x1, x2, x3 đi và xn chẳng hạn, thì chúng ta có tương tự w1, w2, w3 và wn. Chúng ta có một cái độ lệch b và ngõ ra chúng ta đưa qua chỗ này, ví dụ z đi, chúng ta có ngõ ra y. Như vậy thì chúng ta có z sẽ bằng tổng của n wi nhân cho xi, chúng ta cộng cho b. Và nếu như z này nó lớn hơn một cái ngưỡng nào đó thì ngõ ra y của mình bằng 1, và ngược lại nếu z này nó nhỏ hơn một cái ngưỡng nào đó thì ngõ ra y của mình bằng 0. Thì đây là một cái hàm ngưỡng. Để biểu diễn cái này thì chúng ta biểu diễn cái gì? Y bằng f của z hay bằng f của nguyên cái cụm này. Và cái f này nó chính là chúng ta gọi là cái hàm ngưỡng ha. Thì cái hàm ngưỡng là một cái hàm đơn giản. Cái hàm đơn giản cho một cái neuron, chúng ta gọi là một cái neuron đơn vị perceptron. Tí xíu nữa chúng ta sẽ có các loại mạng neuron á. Thì đây là một cái hàm ngưỡng. Thật ra trong cái hàm ngưỡng này nó giới hạn cái giá trị nó ra từ 0 tới 1, và nó chỉ hai mức giá trị 0, 1 thôi. Nếu nhỏ hơn ngưỡng thì nó là 0, lớn hơn ngưỡng nó là 1. Và cái này là cái neuron cũng không phổ biến. Trong thực tế thì những cái hàm ngưỡng được sử dụng nó cho phép giá trị thay đổi từ 0 tới 1 hoặc từ 0 hơn 1 nữa. Đó là những cái hàm, đối với những hàm rectify linear unit mà chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Rồi chúng ta xong phần này, chúng ta qua mạng neuron trong não mình. Các neuron kết nối với nhau để tạo một cái mạng. Thì trên cơ sở đấy, người ta muốn mô hình hóa cái trí tuệ nhân tạo, muốn mô hình toán cái thông minh nhân tạo của mình, thì người ta thiết kế một cái mạng neuron. Nó cũng các neuron nhân tạo cũng được kết nối với nhau để tạo một cái mạng. Thì chúng ta hình dung ví dụ chúng ta hình dung hồi nãy chúng ta có một cái neuron X1, dữ liệu của X1 truyền ở đây, chúng ta kết nối tới cái neuron M chẳng hạn. Bây giờ chúng ta giả sử cái X2, cái neuron X2 nó cũng truyền tới và nó kết nối vô cái neuron M. Như vậy thì các neuron ở cái lớp này chúng ta gọi là lớp ngõ vào. Vậy ngõ vào chúng ta đánh số thường X1, các bạn thấy chúng ta dùng thường ngõ vào, chúng ta ký hiệu là X. Như vậy X1, X2, X3 trong trường hợp là chúng ta có X4. Như vậy neuron ngõ ra, chúng ta có thể đặt tên là Y cũng được ở lớp cuối cùng, hoặc các bạn có thể đặt một cái tên nào đó. Ví dụ tôi đặt là A đi, ví dụ A1, A2 hoặc là Y1 đi, Y2, Y3. Tên của neuron chúng ta đặt tên ở lớp cuối cùng, nó gọi là lớp output ha, lớp ngõ ra. Như vậy thì cái lớp các neuron ở cái lớp giữa ngõ vào ngõ ra, người ta gọi cái lớp neuron ở lớp ẩn, hidden layer. Thì có rất là nhiều neuron ở lớp ẩn, và cái số lượng neuron trong lớp ẩn cũng có thể là khác nhau, cũng có thể bằng nhau. Thông thường nó là không giống nhau các bạn. Không có cái quy định nào bắt buộc một cái mạng phải có bao nhiêu lớp ẩn, và mỗi lớp ẩn phải có bao nhiêu neuron, và các neuron trong lớp ẩn có bằng nhau, vân vân. Chúng ta không có quy định như vậy. Nó tùy thuộc vào mỗi ứng dụng cụ thể. Thật ra cái này nó xuất phát từ cái sự phong phú, giống như trong não của mình. Não của mình nó kết nối ngẫu nhiên, cũng không có bao nhiêu neuron trong mỗi lớp, chúng ta cũng không biết chính xác, và nó cũng không có thống nhất, không bằng nhau. Như vậy thì cái neuron X1 nó kết nối với cái neuron ở cái lớp ẩn đầu tiên, chúng ta gọi là cái lớp H1. Các bạn ví dụ chúng ta đặt tên là H11 chẳng hạn. Rồi chỗ này chúng ta đặt là H12 chẳng hạn. Rồi nó kết nối nhiều neuron, và những cái kết nối này chúng ta gọi là những cái kết nối đầy đủ. Được chưa? Rồi ở đây nó cũng kết nối tới các neuron còn lại. Như vậy chúng ta thấy nó tạo ra một cái mạng chằng chịt, một cái mạng rất là nhiều cái kết nối, tương tự các lớp ẩn luôn cái kết nối. Và chúng ta thấy cái kết nối này nó theo một cái đường thẳng. Rồi như vậy thì cái mạng neuron nhân tạo là nó bao gồm có nhiều lớp, và trong mỗi lớp nó có nhiều neuron. Câu hỏi đặt ra là trong mỗi lớp có bao nhiêu neuron. Cái này chúng ta sẽ từ chúng ta nói sao. Nó có hai nguyên tắc. Thứ nhất, các neuron ở lớp ngõ vào nó sẽ tùy thuộc vào cái dữ liệu ngõ vào. Các neuron ở lớp ngõ ra nó sẽ phụ thuộc vào cái bài toán của mình, bài toán phân lớp hay bài toán như thế nào đó. Còn các neuron trong lớp ẩn nó sẽ phụ thuộc vào cái mức độ phức tạp của cái tập dữ liệu của mình.
hoặc là cái chúng ta thông qua quá trình huấn luyện, thông qua quá trình thử nghiệm, chúng ta chọn con số nào chúng ta thấy nó gọi là hợp lý nhất, tối ưu nhất thì chúng ta lấy con số đó ha. Chúng ta không có cái tài liệu nào đưa ra cái quy định chúng ta phải chọn bao nhiêu neuron trong mỗi lớp. À, tuy nhiên cái này một phần chúng ta dựa theo thực nghiệm và tùy theo cái mức độ của cái tập dữ liệu của mình. À, như vậy thì đó là cái khái niệm về cái mạng neuron. À, khi biểu diễn cái mạng neuron thì chúng ta nhớ là nó có một nguyên tắc trong trường hợp ví dụ chúng ta có X là ngõ vào, H là lớp ẩn và Y là lớp ngõ ra. Thì các bạn thấy trong trường hợp chúng ta ghi X1 cho tới XN, như vậy chúng ta có bao nhiêu ngõ vào? Như vậy chỗ ngõ vào chúng ta có X là một vector. Chúng ta biểu diễn, các bạn đã học môn toán rồi thì trong môn này chúng ta sẽ áp dụng lại những kiến thức về toán, chúng ta sử dụng những khái niệm về ma trận vector để chúng ta biểu diễn ha. Như vậy nếu chúng ta biểu diễn X bằng X1, X2 chấm chấm chấm, XN là một cái vector ngõ vào, thì chúng ta thấy cái neuron trong lớp ẩn nè, H1, H2 cho tới HM, chúng ta có N ngõ vào, chúng ta có M cái neuron trong lớp ẩn, M cái neuron trong lớp ẩn, thì các bạn sẽ có cái tạo trọng số, cái nguyên tắc ghi trọng số ha. Như vậy chúng ta, cái nguyên tắc chúng ta ghi trọng số, nếu chúng ta ghi V kép Y phải G thì nó là một cái trọng số của kết nối từ cái trọng số kết nối từ cái neuron, ta nhớ có, ta có nguyên tắc thứ G trong cái lớp, chúng ta gọi là lớp thứ này, lớp trước đi, trong cái lớp trước kết nối tới, nó sẽ kết nối tới cái neuron thứ Y trong cái lớp sau. Nếu như chúng ta có hai lớp hoặc nếu chúng ta có nhiều lớp, ta gọi lớp N, lớp N cộng 1 chẳng hạn. Như vậy thì từ G kết nối tới Y, như vậy chúng ta thấy từ neuron này chúng ta gọi neuron thứ 1, neuron này ngõ vào số 1, như vậy VK11 có nghĩa là ngõ vào số 1 kết nối tới neuron số 1 VK, như vậy cái này nó sẽ là N1. Cái này là mình quy ước như vậy là ngược ha các bạn. Chúng ta quy ước ngược, thông thường nhiều tài liệu thì nó quy ước theo kiểu này, hoặc các bạn cũng có thể quy ước tự quy ước này. Chúng ta nhớ chúng ta quy ước như thế nào thì các bạn lập trình theo kiểu đó. Trong phần này không bắt buộc các bạn sẽ quy ước theo một thể thống nhất, các bạn có thể quy ước theo chiều ngược lại. Như vậy trong trường hợp này người ta quy ước là V kép Y G thì nó là từ neuron thứ Y của lớp trước sang neuron thứ G. Trong trường hợp tổng quát thì chúng ta làm ngược lại, cái này không sao, chúng ta dựa theo, chúng ta làm theo cái nào thì chúng ta dựa theo một cái thể thống nhất chúng ta quy ước thôi. Ví dụ chỗ này chúng ta nhìn vô đây chúng ta biết là từ V kép 2N có nghĩa là từ neuron ở lớp thứ N, từ neuron thứ N ở lớp trước sang neuron thứ 2 ở lớp sau. Và các bạn làm sao miễn lát các bạn tính toán nó ra đúng là được ha. Các bạn làm sao miễn các bạn tính toán cái ngõ ra đúng là được. Như vậy thì chúng ta có U1, U2, các bạn nhìn giúp thầy U1, U2 nằm ở đâu. U1, U2 O1, O2 là ngõ ra của cái neuron ở cái lớp này trước hàm truyền. Được chưa? Như vậy các bạn khi bạn tính cho cái neuron này nè, bây giờ mình sẽ vẽ ra cho nó chi tiết hai cái hình này. Chúng ta vẽ ra và sau đó chúng ta sử dụng cái ma trận ha, để chúng ta tính toán cái neuron. Như vậy thì cái phần này quan trọng ha, các bạn phải sử dụng được cái toán ma trận. Chúng ta phải sử dụng được cái toán ma trận để các bạn có thể sử dụng cái toán ma trận để các bạn có thể giải quyết những cái bài toán về neuron. Ví dụ bây giờ chúng ta có một cái neuron X1 nè, chúng ta bỏ cái bias trong trường hợp này cũng được, X2 chấm chấm mình có XN. Thì trong trường hợp này các bạn có thể thống nhất theo một cái kiểu luôn. Hồi nãy chúng ta nhớ là, các bạn nhớ là chúng ta chỉ vẽ cái neuron trong 3 lớp thôi, trong 3 lớp. Tuy nhiên chúng ta nhớ một cái neuron thì nó sẽ có một cái mô hình như thế này.
tập trọng số đưa vào cái hàm truyền nữa các bạn. Tuy nhiên trong quá trình vẽ đây thì các bạn thấy người ta sẽ bỏ qua cái hàm truyền chỗ này, không phải bỏ qua là không tính, nhưng mà người ta sẽ tính thôi, người ta không vẽ. Cho nên cái giá trị này người ta sẽ gộp siêu chung luôn. Như vậy thì chỗ này nếu mà thầy gọi đây là H1, H2 và H thứ M, chỗ này chúng ta có Y1 và Y dùng K. Như vậy chỗ này có N ngõ vào, chỗ này nó có M lớp ẩn, và chỗ này nó có K ngõ ra. Như vậy thì chúng ta tính ngõ ra này, các bạn tính ngõ ra là như thế nào? Chúng ta giả sử chỗ này chúng ta có Y1, và chúng ta giả sử chỗ này chúng ta có YK. Như vậy thì cái mà cái cốt lõi của bài toán đây là các bạn phải tính được Y1, YK. Vậy để tính được Y1, YK thì các bạn phải tính dần dần dữ liệu lan truyền. Vậy chúng ta có từ X nè, chúng ta có từ X1, X2 và XN. Như vậy các bạn tính cho cái neuron này trước. Được chưa? Như vậy chúng ta tính cho cái neuron H1 trước ha. Như vậy trong cái neuron H1 này thì các bạn có H1 nè, sẽ bằng gì? Có phải bằng hàm F, đúng không nè, của cái neuron này. Như vậy thì các bạn đặt tên là gì? Nó là tổng của X1, X2, X3, xin lỗi, XN. Như vậy nó chính là bằng sigma của X thứ, gọi là Y đi, X thứ Y. Như vậy X thứ Y nhân cho V kép của V kép các bạn, nếu các bạn tùy theo các bạn quy ước cái tên đây ha. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái giống như trong sách luôn đi. Chúng ta sẽ chọn như tài liệu, chúng ta quy ước ở đây là V kép 1. Bạn chọn sao cũng được ha. 0.1 V kép từ 2 0.1 V kép N 0.1. Như vậy các bạn sẽ thấy X Y nhân cho V kép Y 0.1, và Y này nó sẽ từ, Y sẽ bằng 1 Y sẽ bằng 1 cho tới N. Nếu chúng ta có bias thì chúng ta cộng thêm bias, nhưng mà nãy thầy nói các bạn rồi, trong một số trường hợp chúng ta xem cái bias như một cái ngõ vào, với tập một cái trọng số ngõ vào với ngõ vào luôn luôn bằng 1 thì các bạn có thể bỏ qua cái B đây cũng được ha. Hoặc chúng ta có thể cộng B1 nếu trong trường hợp này chúng ta muốn có B1, chúng ta vẽ đây là B1, chúng ta cộng đây B1. Như vậy thì chúng ta sẽ có H1, trong đó F là hàm, F có thể là một cái hàm truyền hồi nãy chúng ta đã học rồi. Rồi, như vậy thì các bạn tính được H1. Rồi tương tự chúng ta có H2, H3 và HM, được không nè? Như vậy thì H1, H1 nó lại truyền xuống cái Y1, Y2 và YM. Như vậy các bạn tính được Y1 bằng gì? Y1 nó cũng bằng một cái hàm truyền F của gì? H1 nhân cho V kép. Ví dụ các bạn đặt đây V kép, tuy nhiên các bạn thấy đặt V kép là chung chung. Ở đây chúng ta thấy V kép này khác nhau ha, cho nên để phân biệt thì tôi gọi đây V kép phẩy đi. V kép phẩy 1,1, V kép phẩy 2,1, V kép phẩy 3,1. Cái chỗ này nè, 1, 2, 2, 1 chúng ta cũng tạm thời chúng ta chấp nhận ha. Mình sẽ thống nhất một cái thể khi mà mình đi lập trình. Như vậy thì nó sẽ là V kép 1 nhân cho V kép phẩy 1, 1 mà cộng thì chúng ta dùng cái con tử G bằng 1 cho tới K. Như vậy thì chỗ này G đi, HG G bằng 1, HG V kép 1 G chẳng hạn, cho tới K. Bởi chúng ta xin lỗi, cái này là M chứ, M bởi chúng ta có M ngõ vào 1, chỗ này 1 ha, và chỗ này là G. Thì bầu chỗ này thì làm lại rõ cho các bạn. Như vậy thì chúng ta có, các bạn nhớ dưới cái phần này quan trọng, các bạn phải nắm rõ cái phần này thì sau này các bạn mới lập trình được. Còn không, các bạn không nắm phần này sau này các bạn không lập trình được. Y1 nó sẽ bằng F của sigma H
h này hg nhân cho v kép g phẩy một với cái phẩy ha, và g của mình sẽ bằng một cho tới m đó. Đó là cái công thức cho y, và các bạn dùng công thức này các bạn tính dần 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 cho tới cái ngõ ra thứ k. Rồi thầy sẽ dừng lại chỗ này xem các bạn có câu hỏi thắc mắc gì không. Rồi cái phần mà chúng ta ứng dụng cái ma trận như vậy thì các bạn thấy ở đây chúng ta có các ngõ ra nè, ngõ ra ô một mình đặt ô một là ngõ ra trước cái h một ha, có nghĩa là thật ra ở đây nó chính là gì, nó ghi chúng ta ghi thiếu có nghĩa là gì, chúng ta bổ sung thêm h một nó chính bằng f của ô một, các bạn bổ sung thêm ha, h hai nó chính bằng f của ô hai. Tương tự chúng ta tính a một, a một là ngõ ra chỗ này, a một ngõ ra của thằng này, a một nó chính bằng h một với kép một một cộng hm với kép mk ak ha. À, như vậy thì y một nó cũng bằng f ak, có nghĩa là ngõ ra y ở đây nè, y bằng f của a tức a một, mà a một thì nó sẽ bằng tổng của h một hàm f của h một nhân với kép một cộng cho nếu được khỏi đi thì h hai nhân với kép hai vân vân vân. À, như vậy ta có công thức ở đây, các bạn mình sẽ nắm cái công thức này thật kỹ khi mình huấn luyện và mình ứng dụng cho cái mạng neuron của mình. Rồi mình đi như vậy thì các bạn dùng toán ma trận thì trước khi các bạn trước khi thầy nói cái này thì cái phần này thầy sẽ nói phần thầy nói sơ thôi. Chúng ta không đi tính từng cái, trong trường hợp này chúng ta không có đi tính cái này xong ta đi tính cái này, đi tính cái này, đi tính cái này, cho nên đi tính từng cái mà chúng ta ứng dụng cái ứng dụng cái phép toán ma trận. Chúng ta nhớ đó lý do tại sao ta học phép toán rồi. Ứng dụng cái phép toán ma trận, mình đã học cái môn toán rồi ở học kỳ thứ hai của năm nhất, và không biết các bạn còn nhớ hay đã quên. Nếu các bạn đã quên thì các bạn vui lòng các bạn lật lại cái phần toán ứng dụng cho kỹ thuật máy tính. Lớp mình thầy nhớ là như thầy đã dạy cái lớp toán ứng dụng cho kỹ thuật máy tính rồi luôn. Thì chúng ta sẽ quay lại cái phần ma trận, và chúng ta thay vì mình đi nhân từng cái dùng cái công thức này nè, tính công thức 1, công thức 2, công thức 3, công thức 4, công thức 5, thì ở đây các bạn tính thế này thì bao giờ nó mới xong. Đối với cái mạng neuron của mình nó khoảng 1.000 ngõ vào đi, rồi 2.000 ẩn đi, và chúng ta nó chỉ cần 200 ngõ ra thôi. Thì các bạn tính thế này, cho các bạn tính từ sáng tới chiều máy nó chạy cũng từ chắc cũng từ sáng tới tối không xong được, tại ta phải tính từ 2.000 ngõ ba ngõ ấp ẩn, người ta phải tính 2.000 công thức giống như thế này, và các bạn dùng vòng lặp các bạn tính thì nó không hiệu quả, không biết bao giờ mới xong. Cho nên chúng ta dùng cái phương pháp, dùng cái toán ma trận, và dùng cái toán ma trận thì ở đây chúng ta thầy chỉ nói sơ thôi. Ví dụ cái trọng số thì chúng ta ký hiệu là v kép ngõ vào x cho tới ngõ ẩn, người ta ký hiệu là x hát. Cái này các bạn ký hiệu cái gì cũng được, v kép một, v kép h cũng được, do chúng ta ký hiệu thôi. Như vậy nó có cái thức m như n, ngõ vào chúng ta là cái vector x. Rồi chúng ta thấy ngõ ra, chúng ta sử dụng phép nhân ma trận. Khi bạn dùng phép nhân ma trận thì chúng ta chỉ lấy hai ma trận nhân nhân nhau, hoặc là lấy ma trận ta nhân với vector. Như vậy thì trước khi chúng ta nói lại cái này, thầy sẽ nói lại trong cái phần huấn luyện, thì các bạn về các bạn xem lại giùm thầy, xem lại kỹ chứ không phải xem sơ ha. Lại thứ nhất là về đại số tuyến tính, trong cái chương đại số tuyến tính các bạn xem lại, bữa sau thầy sẽ kiểm tra. Thứ nhất là vector này là cái gì nè, ma trận nè, rồi trong ma trận các bạn có ma trận nghịch đảo nè, ma trận chuyển vị nè, bởi vì chúng ta thấy chúng ta ứng dụng cái ma trận chuyển vị nè, vector chuyển vị nè, hoặc chúng ta dùng cái ma trận chuyển vị, rồi chúng ta xem vector ma trận hay giờ phép nhân ma trận, phép nhân hai cái ma trận, thì các bạn phải nắm được những cái này thì bữa thì các bạn đọc lại cái này các bạn mới hiểu. Như vậy thì thầy chừa cái phần này lại, người ta chúng ta gọi là biểu diễn tập trọng số và các phép toán, phần này thầy sẽ chừa lại trong cái chương số 3, cái chương huấn luyện mạng neuron, thầy sẽ nói kỹ lại phần này. Tuy nhiên trước khi mà nói thì các bạn về các bạn xem lại giúp thầy cái phần đại số tuyến tính, trong đó vector ma trận chuyển vị vân vân, rồi chuyển vị của một vector, thật ra vector nó cũng là ma trận một chiều thôi, một hàng một